Mình tên là Đoàn Dinh, mình sinh năm 1987, mình quê ở thị trấn An Dương, Hải Phòng. Mình hiện tại đang làm về sở ba. Do gì mà chị quyết định tham gia vào công ty ạ? Vì khi mình rất thích kinh doanh và mình cũng rất thích uống trà sữa, và mình đã quyết tâm để tham gia kinh doanh và phát triển Bolati lớn mạnh hơn trong cộng đồng. Mình biết được Bolati là qua một chị Yến Bi cũng làm sờ ba và cũng dạy mình, nên là mình đã biết đến cộng đồng Bolati ạ. Chị có cái nỗi băn khoăn nào khi mà Bolati không? Mình băn khoăn là mình mới thì mình cũng lo lắng là mình có làm được hay không này, mình có bán được nẻ hay không, và mình có thể tuyển được đại lý hay không. Mình cũng cảm nhận là sau buổi học hôm nay thì mình cũng có rất nhiều năng lượng và cũng có rất nhiều những cách thúc đẩy để mình cố gắng, để mình trở thành một người là bán, trước tiên là phải bán nẻ giỏi và xuất sắc trước, rồi và mình có thể được tuyển được đại lý, nhiều đại lý hơn. Mình mong là trong thời gian tới là mình rất muốn được mọi người ủng hộ, biết đến trà sữa Bolati ở tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng của mình ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé.